Đây bà con cô bác ơi, chưa được nửa vườn mít nhưng mà nó đã đầy một ghe này rồi. Dạ, Thái xin kính chào quý bà con cô chú anh chị đã trở lại với kênh Tôi Người Miền Tây. Dạ Thái, dạ Lộc xin kính chúc quý bà con cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ hôm nay là tiếp tục đi cắt mít nghe cô chú anh chị. Dạ thì đây là cái vườn mít, là nói chung ra là cái khu vực này là vườn mít này là đạt đó phải không anh Lộc? Dạ thì hôm nay là mít mình nó dao động làm sao, hay là nó có những gì khác so với mấy tuần trước không anh Lộc? Nó có dao động là hàng nó mẫu nó đổi. Dạ. Cũng như nó ăn hàng C nó thấp hơn nó hổm gì đó. Dạ, thấp là sao, cao là sao, anh chia sẻ trực tiếp luôn đi. C là nó thấp hơn bữa hổm, là bây giờ nó đổi cái mẫu là lấy trái tròn, như là 7kg là mình lấy nhì rồi. À, 7kg là được nhì rồi. 7kg nhì nhưng mà muối dày. À, cơm gỏ muối dày. À. Còn hàng C là trái mà nó hơi eo với muối mỏng. Nó xuống hàng C là nó thấp hơn, là dụ vợ này cắt 24, cái kia là miếng hàng nhì mình cắt 27. Ừ. Vậy đó ha. Ừ. 24, 27. Cũng như là 30 cắt này cắt 32. À. 27, 24, 14, 32, 27. Ừ. Còn hàng B3 thì giờ B3 nó kiếm B3 hơi khó, méo không. Đi xuống lấy hàng dưới hàng D. Rồi tuổi tác làm sao? Tuổi tác lấy này lấy 8 tuổi. À, 8 tuổi là tất nhiên là mít nó sẽ chín hơn ha. Muối thì màu đỏ hơn. À, nó đỏ hơn ha. Cơm dày. À. Cơm dày hơn, đỏ hơn. Dạ, theo như vậy là em không biết, em hỏi thiệt ha, theo như vậy là nó khó hay là nó dễ? Nó khó. À, nó khó hơn ha. Ừ, khó hơn mấy tuần trước, Khó hơn nhưng mà nó lấy cái mít nhì nó dễ hơn. Lấy mít nhì là cũng trái tròn. À. Muối dày. Ừ. Là nó dễ hơn ha. 7kg lấy. Ừ. Chính trước là bao nhiêu cũng 7 luôn hả? Nó cũng 7 luôn, rồi mình hàng C hả mình lấy nó cũng na ná với nhau, nó chung với nhau, còn hàng C nó sụt hơn. Dạ thì giá mít hôm nay thì anh Lộc cũng mới chia sẻ với bà con á, cô chú anh chị chia sẻ lại nữa một lần nữa cho bà con mình là nhất là nhiêu. Mình nhất nào mình cắt 32 nhì tại An Giang. Nhì thì 27. À 3. À 3 thì nếu mà 3 tròn lấy 17. À. Ừ. Còn dạ. Ví dụ như mình lấy hàng C là mình lấy 24. Dạ. 14. Bởi vì nó lọt vô C nhiều. Dạ thì cái này là tại An Giang nghe cô chú anh chị, vườn là gần nha, còn vườn xa đâu nữa thì giá theo thỏa thuận nghe cô chú anh chị, thì cô chú anh chị cứ yên tâm. Đây mình cắt thì có người vận chuyển hết. Dạ, anh Lộc có chuyển lòi trong vườn ra hết. Dạ. À, thì bây giờ cái số điện thoại của mình là số mấy, bây giờ đầu clip chia sẻ luôn đi anh Lộc. Số 0987977501. Dạ. Nhận cắt mít, nhận lòi luôn, nhận lòi trà tại vườn ra luôn. Vậy ha, thì lái khác mà cắt mình cũng nhận lòi luôn hay sao? Lại khác cắt hả? Khác cắt mình không nhận lòi, mình cắt mình mới lòi thôi. Vậy mà lại nhận lòi. Bữa nay thì mấy anh em nó cắt lúa. À. Rồi không có đủ dân làm. Rồi dạ. Bữa nay mình làm có con em đó đó. Dạ. Em đó lòi. Dạ. Mình cắt cũng ít chứ không nhiều. Rồi thì mình cắt lên Lộc ơi. Rồi, mấy trái này em thấy bóng bóng cắt được hết chưa? Không tới. Chưa tới ha. Là lý do là chiếc này cô chú anh chị, do là mít đó là lấy nó lớn tuổi hơn nha. Lấy nó đủ tuổi hơn, nhưng mà đủ tuổi nếu mà nãy mình canh lại, mình cắt lại vườn lại. À, tất nhiên là hãy mà nó tới là mình sẽ cắt liền ha. Ừ, tới. Một trái này vậy mà cũng chưa đủ tuổi nữa đấy hả? Trái này chưa đủ tuổi nè, trái này 7 tuổi. Mập tròn mà mới 7 tuổi rồi hả? Sao mà bữa nào cũng 7 tuổi hết rồi trời? Mày gử, cắt. Mày gử luôn hả? Ừ. Đây, thì trái mít này nó trung bình là mình nhìn trái mít này là khoảng bao nhiêu ký anh Lộc? Trái này hả? Ừ. Cỡ 12kg. 12kg trái này là nhất chắc cắn phải không? Ừ, nhất. À trái này là nhất nha bà con cô chú. Đó. Bắt đầu là luyện xuống mương luôn nha. Để bà nè. À để bà. À trái này bự nữa nè. Bành bành không ta? Ý người dạng là C. C ha. Muối mỏng không dày. Muối. Đi cắt mít này ham lắm mà con cô bác, vô vườn mà thấy cái vườn trái nhiều như vậy nữa sao tôi ghiền. Bởi vì Thái cũng xin anh Lộc là đi theo rồi coi rồi cắt rồi cô chú anh chị. Đó cái trái. Qua đây em sát vô em. Sát vô em. Đó. Rồi cái bao mà xé ra muốn khó luôn. Xin ba là anh đeo luôn nha. Từ trái luôn á cô chú anh chị. Cái vườn là anh này là anh chăm mít là kỹ như chăm vợ, muốn hơn chăm vợ nữa cô chú anh chị. Vợ ảnh thì ảnh mua mỹ phẩm đồ cho xài luôn, còn mít là ảnh mua từ chi tiết, ảnh vô ảnh xịt sọt đồ, ảnh kỹ lắm. À. Đẹp không?
quá đẹp. Tớ ha, đủ tuổi, chất lượng luôn cô chú anh chị ơi, không có một trái sơ đen luôn á. Chưa chưa, để chút kiếm có một trái sơ đen đi kêu tôi ha. Chất lượng luôn á. À, quên đây nữa ha. Cắt cái này anh. Cắt luôn ha. Cắt luôn. Cắt này tôi bở cho. Cái này khoảng 10 kg không anh Long? 10 gánh à. Cái này 10 kg á. 10 kg à. Cái này nặng đó. Cái này muối dày rồi anh. Muối dày rồi đó. Nhìn thấy là ngon cơm ngọt canh rồi đó phải không? À. Thôi, muối dày, muối. Muối dày mà đẹp ra thấy không? Cái này muối nó đẹp luôn cái chứ. Nó thấy không? Muối dày luôn ha. Đã ha. Đó. Thì những cái trái gần gần ở ngoài đầu đường đó cô chú anh chị thì ảnh sẽ để như vậy. Còn những cái trái mà khi mà sâu cậu vô rồi á là ảnh sẽ liền xuống kênh. Cái vườn này mình xem coi mình dự tính là mình cắt khoảng bao nhiêu ký của vườn này. Vườn này á ha. Này cắt cả tấn. À, chiến này là mình cắt cả tấn ha. Cả tấn. Nè, bắt đầu liền xuống luôn nè. Coi cái dắt bên kia cho nó lên. Dắt bên kia hơn bên này nữa ha. Lên thì nó trở được tấn đó. Thầu nó đã kìa. Tới chưa? Tới luôn rồi hả? Tới. Ồ. Trái nào trái nấy cô chú chịu luôn. Sao? Ồ, dù đủ màu không ha? Cái này là mấy tuổi? Cái này là này lấy hàng, lấy màu phải gì mới được. À, đủ là, tuổi. Là đủ tuổi là 8 tuổi đó lên ha. 8 tuổi. Chấm bánh. Ôi, chấm bánh. Quá trời ơi. Nè. Liên như liên lưu đạn. Quá sao chú anh. Này nhiêu? Này 8 chưa? Cành màu khó cành. Khó quá hả? Khó cành màu. Khó cành màu. Đang tuổi không là khó. Này ơi, không bị cái này. Vậy hư. Hư. Dùng đi. Ổn hả? Hư chợ, hả? Chợ rồi hư. Chợ rồi ha. Chắc ăn không sợ đen không? Không thẻo thử. Không, cái đó nếu mà thẻo người đó nó dính chỉ. Vậy đó ha. Còn mình không thẻo người đó là thôi. Thôi dịch đó. Thôi ừ, nó đã hơi nghi nghi không biết nghi có không hả? Ừ. Nghi nghi không biết có không à. Ừ. Không có là im quá đẹp luôn, muối dày mo luôn mà đều hơi cong xíu ha, cong rồi nè. Chuyện này là luyện mít đã tay luôn đó, để tôi luyện hết không Lộc. Tôi phái liền vậy. Nó nổi bèo nước luôn kìa. Trời ơi, trái nào trái nấy quá đã. Ui nhất luôn á hả? Quá tờ nhiều á. Chút là nổi bèo xong luôn. Vô nữa rồi. Chưa hả? Bốn trái luôn nha. 1, 2, 3, 4. Mà chiếc này hơi khó hơn xíu nha cô chú anh chị. Cho nên là phải được đúng tuổi mới được. Màu. Phải mà nó đừng có bị cái trường hợp này là mít này ở đây là năm nay là đạt dữ lắm luôn. Nhưng mà nó bị hơi buồn chút xíu đó. Bị chợ luôn cùi, vô cùi nhưng nó qua chợ luôn. Vô cùi luôn rồi, vô qua chợ. Chợ 10 ngàn hết không? Chợ hả? À. Chợ này của anh chợ lấy 7 ngàn. 7 ngàn ha. Chó mít nhất như vậy mà còn chợ 7 ngàn của chú anh chị. 32 ngàn mà còn 7 ngàn. Trái này nó không già anh ba. Trái này nó không già. Ừ. Của em mới cắt ngày hôm qua ha. Ngày hôm qua ừ nó mười mấy trái gì đó. Nó bị cái trường hợp này nè cô chú anh chị. Cái này nó không có già, cái này nó còn non. Bây giờ phải già cắt nó chợ luôn được. Đang gầu cái vấn đề đó đó. Cái lá này nó bị ngủ hên Lộc. Trời ơi, phải nó đừng có bệnh ngon quá nhiều đó. Trái chà bá luôn. Trái nào trái nấy đều do luôn cô chú anh chị ơi. Bữa nay cắt liệu mới đã nè, thấy không? Đó. À. Trái này khoảng 15 kg ha. Dạ dạ. Đây là dục lát quải tay à. Thì ông cứ yên tâm đi, ông cắt buông xuống để tôi. Ê, giật giục tới chịu. Yeah. Kêu gạo gió được. Màu tới. Này này. Thiệt ơi.
chưa hả? Mình liếc ngang là chưa ha. Sao cái thằng bở với mít này mình khó lắm cô chú anh chị, nhiều trái mình nhìn thấy là nó nở gai, nó bóng nhưng mà nó chưa tới, còn cái thằng này thì nó không có nở gai gì nhiều mà nó lại là chín. Da xanh, da xanh ha. Vô kem hả? Không phải da xanh đâu, vô kem đến. Lộn màu kiểu hả? Màu màu hả? Cái này hả? Thử rồi không, này. Không xịt thuốc chắc lượng không sơ đen mà cứ than hoài nãy giờ chưa chơi nè. Trời ơi, thứ hai nữa cái mít mà cái vườn á, làm nhiều mùa cô chú anh chị xử lý xong rồi á, cái nấm khuẩn đồ nó cũng ít cho nên là nó cũng bị ít sơ đen, còn những cái vườn mới thì mình chưa có xử lý nấm khuẩn đồ cho nên sơ đen nó nhiều. Trái này căng da thấy bóng vàng cháy luôn nè mà chưa tới, chưa cắt được. Còn cái trái nè, trái như trái này thấy nhăn nheo nè, nhăn nheo mà cắt được rồi hả? Chưa có thấy nó bóng gì nhiêu, nó nhăn nheo nó sần sùi. Cái này nó bị bệnh nè, âm bi á, âm bi chảy xuống dưới luôn á ha. Vô tới cùi luôn rồi. Này là anh xịt nhiều quá ha. Ừ. Một phần ngàn. Ồ trái, ăn trái nữa, trái nào trái này đã đã không trời, chưa tới hả? Cái cho cái thang đi, vô rồi. Đã tay, đã tay, màu nữa. Rồi bảy màu nữa rồi. Dịch luôn đi. Liện luôn hả? Liện luôn hả? Khỏi giạt hả? Liện luôn. Lên sạch luôn. Quá xá cái trái lên sạch luôn. Màu nữa. Màu nữa rồi. Mấy trái này mà nó mà không bị vấn đề này cô chú anh chị là vô nhất hết trơn. Nè, vô nhất là có bà bác đếm mỗi tay luôn. Cái này thất bại lại thất bại nữa rồi bà con ơi. Ghét rồi, liệm mít hết, liệm mít bỏ hết luôn. Đã lắm. Tới chưa? À. Tới. À hả? Ồ. Cái đó là có bể gai gì không? Không này được. Một tay bảo một tay ở đây rồi buông xuống tôi chụp. Trên chút xíu nữa mới được. Trên xíu nữa ha. Chịu mới được. Trái này người ta 17 kg á. 17 18 kg không cô chú anh chị, nãy giờ trái nào trái nấy cói. Đau quá. Đã quá. Trong mắt vậy nè mới ham. Bóng láng luôn ha. Vô. Bể không? Đây. Cái này được. Ồ, oh, đẹp. Yeah. Em, quá ok. Quá em. Chuyện này thất bại nữa rồi. Nó không bị sơ đen nhưng mà nó bị cái khác. Bên này không, chị bà không xuống. Ừ, chị bà một chút xuống. Đổ ông Tà ơi, đổ ông Tà ơi, có gà ông Tà ơi, đừng bị bể màu nữa. Hả? À? Bỏ đi hả? Ừ. Sâu cái thúi hả? Vô, lụm không? Lụm không? Nhăn. Mới ngày qua, ngày kia. Ngày kia nói với Phong là gần 30 củ. Lỗ á. Trái nào trái nấy bê không nổi không cô chú anh chị. Mà ngặt cái tội cái là nó bị bể màu. Nó bể màu rồi nó ăn vô trong cái cùi. Này được chưa? Tới chưa? Tôi thấy nó bự, nó tròn dữ lắm rồi đó. Tới chưa? Bự mà nó không tới. Không tới hả? Màu này còn kém màu. Kém màu hả? Nó vàng khè vậy mà còn kém đó hả? Cái vàng có phải vàng. Không biết sao mà coi mà biết được cái trái mít như ông thợ và con cô bác.
Nếu như mà mình mà nhìn được như ông thợ là mình sẽ ra mình cắt mít, là nghĩ cho ông thợ này cắt luôn. Anh Lộc. Dạ. Tôi mà biết nhìn được như anh là tôi nghĩ cho anh cắt luôn, tôi đứng tôi cắt cho anh luôn. Dạ. Yeah. Cắt vậy là anh ôm hết luôn. Thì cái này ở đây thì nó khoảng 1.000 gốc nha cô chú anh chị. Bây giờ là nó đúng mùa, nó tự đâm mục ra rất là nhiều luôn á. Rất là nhiều luôn, đâm mục ra. Thì cái thời điểm này thì nếu như mà để thì nó sẽ ngay vào ngay ra mùa trái cây là mùng 5 tháng 5. Cho nên là mấy ông anh ở đây mấy ông không có để, chủ vườn không có để. Đẹp không? Vậy đẹp không? Hả? Muốn rõ nè, đẹp không? Tự đánh giá đi. Tự đánh giá đi hả? Vậy là đẹp nha cô chú anh chị nhất nha. Lâu lâu được cái nhất cũng đỡ buồn. Chứ lúc trước là cái vườn này là nếu như mà cắt là khoảng trên 80% mít nhất cô chú anh chị. Năm ngoái á. 80%. Còn lúa là bây giờ là bà con lúc mà trước thì mỗi một công thì xạ khoảng 50-60 kg phân. Còn bây giờ thì nghe bà con nói là hình như là trên 90 kg rồi một công. Mà 90 kg phân thì bây giờ tiền vốn nó là 2 triệu mấy rồi cô chú anh chị. Bây giờ không biết được mấy bao. Cho nên là nhà nông bây giờ là rất là khó khăn. Bây giờ không biết được mấy bao nữa đây. Bây giờ không biết được mấy bao nữa. Nghe ông thợ cắt mít ông than nữa nè. Ông thợ cắt mít này là đại gia đó cô chú anh chị. Mình nên đánh không, mình nên đóng không đâu cả trăm công đất á. Cái này yếu rồi. Ảnh vừa làm mít mà ảnh vừa làm lúa mà ảnh vừa làm thêm là dưa leo nữa. Anh Lộc. Dưa hấu luôn hả? Rồi lỗ cỡ 10 triệu quá. Nó thấy không? Đất nhiều quá thì làm đủ thứ loại hết á. Khoảng trăm công anh Lộc. Bữa hổm từ bữa 29 á. Trước 29 Tết á nên dưa nó phát đẹp dữ lắm nha, bò tính đâu lấy luôn. Sợ lấy trái không được. Hai cái nào? Từ bữa 29 cái sườn muối cái nó nó quéo đầu chứ. Sườn muối rất là độc. Sung muối có hoài luôn á cô chú anh chị. Sao mà năm nay quá trời lâu không biết. Nó lỗ gần 30 triệu vậy chứ đám dưa leo nữa. Anh đó hả? Không, Lộc thằng em đó, làm hồ. Làm hồ á hả? Lỗ gần 30 sao? Triệu. Sao? Liền luôn hả? Đây không nổi gì mà cũng liền luôn á trời, nó uổng kìa. Ôi ơi, 32.000 một ký bây giờ chỉ còn 7.000. Buồn. Thất bại nữa rồi cô chú anh chị ơi. Cái không hả? Cái này được. Được hả? Không vô ha. Được không? Được, nó rất yên. Được mà sao không cắt đầu? Được cũng liền không nào. Hả? Được cũng liền không. Lỡ nó sơ đen rồi sao? Sơ đen hồi nữa mình ra ngoài mình giạt ấy. Dạ hả? Tới chưa? Màu hơi yếu. Màu hơi yếu hả? Vết này cũng đây. Cái vết này cũng xanh. Trái đó em cắt là trái đó nó rớt đuổi. Không mấy anh nói cái trái này nó xanh trái đó. Dạ. Nhớ từ trái luôn đó. Ông chủ vườn không nhớ từ trái thằng nào trước thằng nào sau luôn. Kỹ ra vậy đó nhưng mà chị không nổi với mấy cái nấm màu này của chú anh chị. Mấy cái thú màu này chị không nổi. Không nhớ từ trái chỗ nào luôn. Đủ màu là tẩy đấy. Cái này thối à. Đây bị thối luôn. Lấy được cái gì đấy. Thối luôn. Trời ơi nó ổn. Trồng lên trái mít bị lớn nha. Thì theo mình cũng vậy cô chú anh chị, khi mình mua thì mình cũng phải lựa những cái trái ngon, những cái trái đẹp thì mình mua với cái giá cao. Thì ai cũng vậy thôi. Bởi vì hết biết giặt nào. Chứ ai mua mà họ lựa mít không ngon đâu phải không anh Lộc? Ai cũng vậy thôi. Cái này phải nói Trung Quốc nó qua đứng có hàng. Nhưng mà mình thương bà con, cô chú anh chị thương bà con nhà vườn. Trồng trái mít lên cực khổ mà tới chừng hồi lúc nhỏ thì nó bình thường, khi mà tới mà ăn được thì nó bị thối màu. Còn mình thì bị sơ đen, còn ông chủ vườn này thì bị thối màu. Nó vô tới trong luôn rồi hả? Bởi giờ biết bao nhiêu tiền mà nói.
không, nếu như mà không bị dính màu của cô chú anh chị, một trái như vậy là một tờ tiền polymer 500 ngàn, một trái là một tờ tiền có hơn. Dạ bự. À, thì bao nhiêu trái là bao nhiêu tờ tiền. Ồ, trái đó tới đã ha, quá ngon. Đi trên chắc tới. À, nãy giờ mình luyện ghét luyện hết nổi rồi, ông cốc mít ông dành luyện luôn rồi. Ồ quá trời. Ồ, trái này làm sao mà cái gai nó bể dữ vậy? Nó phát ra thấy ghê ha. Tròn một cái thôi thôi, làm như là nó đủ lực hay sao á Lộc, cái này á. Này ha. Ừ. Nứt gai luôn phải không? Ừ, nó nứt gai hết trơn luôn mà nó đủ lực hay sao mà nó dữ vậy, tròn vo trời. Dục dương đi thôi. Ôi ôi, cho mít 20 kg. Làm mít quá đạt nhưng mà bị bể màu. Cái lá nó không có sung như người ta hết mà. Tới chưa? Dạ. Cá hả? Lọc. Không kêu bở tiếp. Nặng. Quá nặng. Đây, hai trái này khủng nè. Đó, hai trái này khủng luôn. Trời ơi, mấy cái này mà không bị mấy cái này bán biết nhiêu tiền nữa trời. 15 kg. Âm bi hả? Âm bi. Âm bi. Dính này chạy chứ. Ừ. Cái lượng mình pha ít thôi phải không? Ờ. Ảnh quá đậm mà. Nè. Rồi. Này bi gì? Hư cái màu. Hư, hư chứ không phải sơ đen. Hư, hư cái màu nó đi màu xuống luôn. Đi xuống nè, sương muối. Sương muối. Nó rút vô đây nè, nắng. Hư. Nắng, thôi. Nhưng mà ăn vẫn được không? Mít này chợ vẫn được không? Mít nó chợ vẫn được. Ừ, chợ vẫn được luôn. Cũng hy vọng được 7 ngàn. Tình quật lùng bước lên tiền dục luôn đi, dục luôn hả? Ừ. Cho dục rồi dục à. Gần đây một xu lâu lâu nay về dục mít bữa. Nay về dục mít bữa luôn, dục luôn, chơi luôn nè. Quá nhiều rồi, giặt lông lắm hả? Chơi luôn nè. À, cô chú anh chị thấy nè, nó nổi bèo quá luôn rồi nè. Nó nổi bèo quá luôn rồi. Trời ơi. Cái này một xuồng chắc đi không hết nổi rồi. Hết trời. Bên mình đụng đụng là gớt luôn đó ha. Cái bà nào hết làm đi. Tình xui. Chắc thua cho cứu nổi anh ta. Bị hai bên luôn xong ngộ rồi trời. Ô. Cái đó không thì bỏ luôn xuống mé đó luôn. Vớ không, vớ không? Vậy đó lấy hết được rồi. Lấy hết được rồi hả? Cho cá ăn luôn đi. Hãy xong cho cá đi xuống dưới, đừng đó nó nhiễm á, nhiễm á, nhiễm á. Vậy ha. Đấy, đây nè, đây nè, cầm mấy lúa nè. Chuột chuột đây ha, chứ này, chiếc này cho mấy một tí thôi, mấy một tí ơi. Trái nè, ôi. Thất bại nữa rồi, thật sự thất bại nữa rồi. Nhắm xịt luôn. Ông bà này không có vô khung. Không có vô khung nhầy. Bên chưa vô khung nữa. Không có khung, vô khung nhầy. Bây giờ chết gì nó 7 kg. Nó không có chết bự luôn mà. Nó không vô được khung nhì hả? Ừ. Nó không vô khung nhì thì mình lên khung nhất. Nhất. Hả? À, trái bự bành cây gì mà nó nữa nè. Thất bại nữa rồi. Trời ơi, đây nè.
thất bại nữa rồi. Đa số là cái mụ này nè. Ừ. Rồi sương mù, nó sương nó rớt ở đây rồi nắng là thúi à. Mà nó thúi gắt lẹ luôn. Thúi mèo luôn. Nó bị có ở trên không ở dưới ăn được mà. Nó vô cùi cái không được. Nhiều lựa nhiều cái. Hai trái trên này, hai trái trên này. Ba trái. Ba trái hậu. Chứ đi qua coi trái bự trên trước. Ừ. Nay về chiều điện vợ mơ nhớ mở điện thoại ra tôi người miền Tây đó nha. Tôi người miền Tây coi tôi miền Tây nha. Tôi đang cầm cái cầu thang. Vậy nè vợ con đâu có thấy cảnh này đâu phải không? Cầm ly uống rượu nó này nó kia. Đâu có thấy cái cảnh mà chèo cắt từ trái mít. Làm luôn hả? Luyện luôn nha. Luyện đó luyện ra đó luôn. Giục luôn không giục không nổi không đây không biết. Giục không nổi nó cũng xuống nước à. Nổi rồi ơi, nó không chìm đâu. Nổi không? Nổi bảo đảm với ông là nó nổi nó không chìm đâu. Nó không chìm đâu. Đó nó quơ không được. Ừ. Nó nặng quá nó quơ không được. Trời, rung rinh ở trên đây luôn. Cái chấm hết mà rung rinh trên này luôn. Làm luôn đi. Ảo. Im, trái nó quá đẹp à. Bao lâu lượng trái đẹp. Cái này chưa tới. Chưa tới hả? Ừ. Này, trái này bọc bao khí thế luôn đây. Xử lý tìm mọi cách xử lý. Trồng sao đều do bà con cô chú. Trái 15-17kg không đều do. Cái vườn mít này là 5 năm rưỡi rồi ha. Đó của anh hả? Ừ, 5 năm rưỡi rồi ha. 5 năm rưỡi anh ba. Trái nào trái nấy đều do. Chiếc này là anh tính hốt bạc đó. Nhưng mà không ngờ thằng trên chưa đi thằng trên còn hơi yếu xanh chưa thấy đâu. Trên hơi xanh hơi yếu nha. Này cắt đã thấy chưa? Chưa. Cái này tới rồi. Thang hậu thang đó ok đây cái nào ok ra ok ra tới nào cái trên đó hả à cái đó vô đó làm gác cái đó đó trên gác xuống cái đó hả cái này nè nó tới ngay đây nè đây là phải nó trước là tại ông bảy cái cây giục cái nhà cái bao á à. Giục cái bao nó giặt bọc ra nó sáng là cái loại nó tét cái trong cái thằng cây nha. Giặt thấy cái này cái nó có màu mè nhiều luôn. Chứ đó hình, chứ đó trắng này, cái này không có màu đâu. Tét cái này non. Non. Nó mà khó đó. Trời ơi. Nó lên màu nhưng mà nó chín ở trên này nè. Gì ở dưới nó chín hả? Dưới sông nhăn nè. Này nó 3 ngày. Nó chỉ gần. Phải rồi. Liền xuống luôn phải không? Ừ, xuống luôn. Quá xả. Học. Dục. Đi mới có một clip không mà đầy xuồng à. Hôm nay là ngày hốt bạc nhưng mà hốt này không được đậm cô chú anh chị ơi. Nó cứng lại lâu lắm rồi nhưng mà tới chín thì không nổi. Nó cứng lại nhờ nhưng mà tới chín thì không nổi. Chín luôn đúng không? Vô cùi vậy. Cái này là mình cầm cự đỡ vậy thôi. Cầm cự đỡ mình bán mít kiếm gì đỡ cái này. Bây giờ mình nuôi tới đó rồi không lẽ anh bỏ.
Cái này còn xanh. Ừ, nhưng mà nó khô vậy đó. Khô, khô cứng luôn. Nó quá đẹp, trái nào trái nấy tròn do, không bị sơ đen nhưng mà lại bị cái bệnh cái mít văn võng nè. Cái mít văn võng chơi hết bài luôn, kỹ tới văn võng cho mít, cho mít nằm luôn đó. Kỹ thuật của anh Ba là siêu sao luôn. Thấy chưa, cắt luôn đi, cắt luôn ha, lỡ gỡ trái này 20 kg ha trời. Trái này 20 kg á. Rồi bố, trái mít đẹp rồi, trời ơi, nó nằm nó đẹp thấy ghê trời. Ồ, trái này là ngon lành luôn rồi đó. Trái này 20 kg nha. Quan trọng còn cái đằng kia. Con còn cái đằng kia. Con đằng màu đó hả? Lúc trước là đâu có sợ cái trái nào khi mà cắt xuống đâu có sợ màu đâu ha. Ừ, ít khi nào mình sợ màu. Còn trái này vô nhất cái coi. Quá đẹp. Ok rồi. Quá đẹp, trái mít quá đẹp. Nè. cái vỏ mới có cắt nửa vườn mà đã một vỏ tắc kén mít ngang cùng với bà cô chú. Thì mít này thì nếu như mà không bị thất bại bể màu thì một trái mít như vậy là một tờ polymer 500 ngàn, còn nó bị mà bể màu của cô chú chị thì nó sẽ vô là mít chợ thì nó còn khoảng 1/3 giá tiền cô chú anh chị. Cho nên là bà con nông dân thì được mùa nhưng mà do cái thiên tai nó không có được như ý muốn, bị mùa này bị sương muối quá nhiều cô chú anh chị ơi. Đặc biệt cái vùng mít này là nãy giờ đó là mình kiếm một cái trái sơ đen rằng mình coi như thế nào nhưng mà chưa có được một trái sơ đen nào của cô chú anh chị. Để chúng nó đi lên đi kiếm sơ đen thì có không, nó ngồi ông chủ dùng mít ông đuổi ra khỏi vườn ông lấy cái em ngựa chạy không kịp nữa. Thôi nè, trời ơi, chó mít nào chó mít đấy, thôi thở không nổi chó mít. Trời ơi, coi chó mít kiếm một trái sơ đen đặng như là mình cho quý vị không xem đó. Ừ, cô chú anh chị, tại vì cũng có bà con hỏi Thái là sơ đen là sao đó. Thì nếu như mà bà con cô bác nào xem clip của Thái thì nếu như mà cắt mít ruột đỏ của Thái thì Thái sẽ giới thiệu sơ đen cho bà con cô bác biết liền. Trời, bảo đảm vườn này không có nhưng mà vườn của Thái cắt là có. Vườn này không có vườn của Thái là cắt có liền. Vườn của Thái cắt là có liền đó quý bà cô chú, nó rất là đạt. Trung bình một trái là 15-17 không, chỉ có một số trái là nhỏ thôi. Mình coi cái này lại nha, đây coi cái này thử lên ta. Giờ cũng bằng nhiều trái hết cắt luôn. À, lúc nãy là mình đi ngoài đường, mình đi vô, còn bây giờ là mình đi trên vỏ, mình đi ngựa ra nha cô chú anh chị. Trái rất là thái am luôn, không có cái vấn đề về sương muối thì rất là êm. Thì do cái mùa này là mùa đông xuân đó cô chú anh chị, rồi Tết đó, rồi tháng Giêng tháng 2 rồi trời nắng nhiệt độ cao mà nó lại thêm là sương muối nữa, cho nên là rất là khó làm. Không những là mít trái cây, không những là mít mà tất cả như là cam hay là bà con làm gãy á, làm gãy chẳng hạn như là dưa hấu là của anh Lộc luôn á, là nó mùa này là nó trắng tay luôn hả Lộc? Kiếm vốn hơi khó. Kiếm vốn hơi khó hả, chứ còn chưa trắng không? Chưa trắng đàn. Trắng là khoảng 20 không? còn kiếm vốn khoảng 10 hả? Ồ, chó mít đẹp, xuông đột, tròn do nha. Anh Lộc nói chưa trắng tay, còn lại chút đỉnh. Trời, chó mít xuống hầm như là trái lựu đạn nè.
Trái này chắc dướng vô cuốn rồi. Cuốn rồi không? Thì dễ che đi thì ra. Dễ che đi ra luôn rồi. Chợ thôi. Rồi giạt xuống nữa hết. Để anh coi cho nó được. Đây là những trái mít nó nằm lơ lửng. Không trái nào dưới 10 kg. Tất nhiên là nó lọt chung nhất hết trơn. Không dưới 10 kg, không sơ đen. Bây giờ xảy ra cái tình trạng là nó bể màu. Nếu như mà nó không bể màu nữa cô chú anh chị thì nó sẽ toàn bộ là mít nhất. Cắt cái vườn 10 công thấy ham. Chuyện này là nghe dưới có ai chắc không? À, nghe anh lái nói là nó khoảng không? 1,5 tấn. 1,5 tấn mít. Đây nè anh Lộc. Tới luôn nè, cắt đi. Anh Lộc ơi. Dạ. Cái trái nằm ngay nè. Dạ, để đem cắt cái này coi. Cắt trái đó nè ha. Đó, cắt trái trên cao luôn. Trái từ thường thường thì chú vườn làm là từ giữa thân nó đảo xuống, không chứ ít trên cao lắm. Đôi khi trên cao mình cắt nó khó. Vậy. Thứ hai nữa là mình khó xử lý gì sâu bệnh rồi nữa. Những trái mít trên cao đó khi mà xử lý nó bị màu á thì ảnh cũng phải bắt thang ảnh leo lên để xử lý. Hình như là mình hết clip này rồi, mình còn clip bên kia nữa, clip nữa phải không anh Lộc? Còn clip bên đó. Còn một clip nữa. Đẹp. Đó ăn trái nè. Tôi đã hư trên. Trái đó to. Cái này. To. Cái này chưa tới. Sao mà tôi chỉ là ông không cắt à nậu à? Bởi vì nó không có tới. Hả? Tôi chỉ là ông không cắt à. Ông này ngộ rồi, trời muốn kiếm chuyện với tôi á vậy. Trái này nó đẹp ghê luôn. Hả? Cái này đẹp nè. Đẹp rồi, thúi rồi. Nhưng mà màu gì nè, thúi nè. Lẹn luôn hay lẹn luôn hay là nào, thấy cái màu không? Ba số làm gì đó. Màu thúi uổng cho mít nè. Khoét không, khoét không? Cái này khoét thì khoét được không? Khoét đi chợ được không? Khoét đi chợ nổi không? Đi chợ này không nổi, đi luôn xuống dưới rồi. Đi luôn xuống dưới luôn hả? Trời ơi. Thấy không? Rồi bỏ đây luôn hay sao? Dục trống luôn. Có ai cho ủa quá ổn em ơi, chợ sao nổi hả? Cái này cũng không được luôn hả? Cái đó chịu tới anh nói cái chuyện với tôi thiệt tụi luôn, tôi kiếm chuyện lại với ổng em hồi chung nó điện nha. Gian hả? Ừ gian nè đẹp. Không, mình chỉ là ổng không phải là ổng cắt. Rồi ổng lộn vậy đó. Cái nào ổng lộn mình đến cắt, còn mình chỉ là không chịu cắt. Thôi tụi ông mình chỉ là ổng không cắt hết rồi đi. Cúi chân. Cắt này xuống lấy được chờ lấy. Thúi luôn, thúi luôn. Còn cái chồng chấm ít tới ngày thu hoạch. Vậy chứ cũng đạt hơn mấy cái ông đợt lúa này. Ông đợt lúa này mới không mệt mình. Cái clip bên kia ít mà sao cái clip bên đây dữ hơn clip bên kia ta. Tội nghiệp ông lái đò đi vớt mít kìa cô chú anh chị. Thêm vốn lại là mệt nữa nè. Cả tấn. Cả tấn bây giờ bơi đi không nổi. Cánh của thằng Thiện cắt 19 bao anh, cắt ngày qua rồi. Nè. Ừ, cả tấn mít. 45 con nhỏ hả? 45 con nhỏ là trúng á. Vậy ha. Đấy, cắt là quýnh liền.
cắt này, cắt này nó yếu màu. Cắt là quấn liền. Kêu muốn cắt lắm, bây giờ nè ông kêu kêu tôi cắt cái đó này. Tự cắt à, thấy không có kêu. Chỉ không? Kêu chỉ kêu chỉ thì không có chịu nào. Cắt. Giờ chỉ đi. Thôi không chỉ nữa, ghét rồi nghỉ chỉ rồi. Chỉ không kêu cắt thấy không? Tự động muốn cắt cái leo lên cắt à. Đó. Cắt. Nghe thấy không? Dục. Xây một cái nữa lụm rồi. Luôn. Thôi hồn nữa rồi. Ngâu nữa rồi. Chưa tới. Tới luôn. Ngày trái này này chắc còn thua là hai trái cao. Cắt cái cho hai trái thang ha. Chưa. Đụng đụng tay vô trái đó là hồi ổng không chịu cắt đó. Cái này không tới nè. Đừng có đụng tay vô. À, đụng đụng tay vô là hồi lại là không chịu cắt nè. Thấy trái bánh nó bự nó bóng mà nó nở ra hết trơn thấy không? À. Không, tới chưa trái này thấy không? Tới chưa? Tới hồi ổng lại ổng không chịu cắt á. À. Dữ đẹp đẹp đẹp. Mít quá trời đẹp. Muối nào muối nấy bành bành không? Cắt quyết đã luôn. Hai thằng luôn hả? Ừ. À, thấy ông tôi nói ông rồi mà ông chịu tin tôi. Chịu cắt cái này hả? Đúng, đúng. Không có kêu à? Không có kêu à? Không đủ tuổi rồi. Thấy không? Cắt mấy trái này là bộ hổm là cắt. Từng trước cắt. Nhưng mà từng này cắt không được. Cái đó cũng vậy đó. Ừ. Cái đó là cái màu trước nó nhẹ hơn, cắt được. Còn bữa nay nó lấy cái màu nặng. Trước này. Thì nó cũng đâu có sao đâu phải không? Không, tại mấy cái này nó vô khung anh ủ. Vậy nó xuống hàng D á, anh cắt luôn cho nhẹ cây. Yeah. À, còn này nó vô cũng nhất. Cuốn trà bá luôn, cuốn quá bự. Thấy không? Đã tôi biết rồi, tôi nói ông chỉ là bảo đảm ông không cắt mà. Thôi không biết. Chiêu thang tiếp nha. Nhìn thang tiếp không? Đây là chị giúp. Khoan khoan từ từ mới được. Ở dưới nó có cái nhánh hả chị rồi. Mấy trái? Hút luôn hai trái luôn hay gì? Đây là chị giúp, chị giúp. Ủa, ở trên nhìn thấy nhỏ mà chuyền xuống tới đây bự dữ trời. Đúng rồi, trên cao nhìn thấy nó nhỏ 15-20kg không. Trái nào trái nấy. Trái nữa. Nó leo lên luôn á. Quay lên cái chai mít kìa, cái chai mà anh ba anh cuộn chặn với mít mà còn tới đây cũng còn leo được mà. Tới trên đó mà còn có chai nữa mà. Giờ leo cao cao. Ừ. Phải có người vịn thang mới được đây. Tôi nói ông đừng có chỉ. Ông chỉ là ông không có cắt. Mà công nhận cái cây này ác thì cho bốn trái cho nào trái nó y gan không trời. 15 17 20 kg không. Cái trái dài đó là mơ 20 kg. Màu hả? Màu hả? Mít này mà đừng có bị màu là mít nhất không. Tôi không có chảy. Tôi không có đụng. Hao. Cắt dữ cái màu mà 8 tuổi nó khó ăn hơn 7 tuổi gửi được quá mau. Ừ. Cắt cái màu này 7 tuổi gửi này trông coi nè. Mấy tôi gửi hả? Ừ, màu nó chưa tới nè.
mà mình đem đây xuống dưới rồi tới ngày mai là lên 8 tuổi rồi. Đâu có, để dưới đây chiều là nó bán rồi. Thấy không? Quá đẹp. Để tôi gửi này ha. Thử ra cắt cắt chứ. Cắt cho biết cái màu, nếu mà canh cái màu khó lắm, cắt chậm kìa. Cắt cho biết là 8 tuổi rồi phải không? Ôi chị ba vô. Màu. Mười tuổi là chín cây. Chín cây. Dạ. Thì trong vườn nãy giờ cắt hơn 100 trái của chú anh chị. Thì bây giờ mới có một trái sơ đen. Cắt sâu xuống thôi, hình như là không có sơ đen luôn đó quý. Sơ. Đâu, sâu xuống nữa rồi. Nó sơ rồi. Nó là những cái sơ đen đó. Nó hơi vậy đó quý bà cô chú. Nhưng mà mình ăn vẫn được bình thường nha, chứ không có gì. Nhưng mà lý do sao mà người ta không mua sơ đen? Sơ đen người ta lột muối ra nó bị nó dính cái hột đen đen đó. À, đen là người ta sẽ không mua ha. Không mua. Người ta có tiền tôi muốn. Cái hột nó dính đen đen thôi nhưng mà ăn được bình thường. Nó hơi sượng, sơ đen trên vậy. Dạ. Đây, cái này không cắt là cắt hơi ngon quá. Khô à. Khô luôn à. Khô rồi không sao. Khô cái này à. Rồi nó cầm gì để nó bán chợ. Nó cầm nó là được không? Cầm. Cái già thì từ quá. Này không có thang leo vào đâu. Này thang không được. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này trắng màu không tới 7 tuổi nữa. 7 tuổi rưỡi, 7 tuổi để đi. Ngày tẩy nó có sớm hay ngày được hay ạ? Mình cái này mình chỉ canh thôi. Canh thôi. Đón thôi chứ. Có sớm tẩy nha. Đón cái tôi. Chưa luôn rồi. À, cho nó đó. Đây, đẩy cái này là ok. Cái đây kia tẩy, cái này cũng yếu màu luôn. Chưa yếu màu. Ừ. Đó, đẩy vậy là ok nha. Đẩy hết lại đi. Được chưa? Màu cũng chưa tới luôn. Mà muốn cắt chơi luôn. Cái này mà nó nhỏ như cái rồi ha. Mà cắt thì nhỏ lắm luôn á. Ok, 8 tuổi. Này 7 tuổi rưỡi. 8 tuổi. Còn là nửa tuổi rồi đi. Còn thấy số 8 gõ gàng là 7 tuổi. Thấy số 8 gõ gàng đó. Còn một clip nữa. Chị này muốn quay sườn muối nữa. Sườn hả? Chưa được. Lâu lâu luôn. phải có cho anh mới được hả? Chứ cục cưng mà, cục cưng mà. Ai? Thấy chưa? Này khô à. Đen luôn ha. Cho mình. Cho mình luyện thấy hàm không? Dạ thì cắt chưa hết một cái vùng mít nữa ha cô chú anh chị, còn rất là nhiều. Thì bây giờ là đầy vỏ rồi, là phải chuyển lên đặng là tiếp tục là đi vớt những trái mít xa xa đằng đó đó cô chú anh chị, thấy rất là nhiều luôn. Bây giờ là mình chuyển lên tiếp.
Ê, nãy giờ liền xuống rồi bây giờ bắt chuyển lên. Đây trái nào trái nấy cồ cồ không nha. Đầy một giỏ luôn rồi. Nhiều lắm. Gì vậy? Mệt rồi hả? Nãy giờ vớt lên quải luôn, cái mít rồi quá bự. Mít bự không? À, con bà con thấy mê không? Mê đi luôn. Thứ gì chịu nổi thứ này? Ê, ê. Đi xiển xiển luôn á. Đi xiển xiển luôn. Ừ, ừ, hai trái này cả 30 kg. À, sắp một lần 30 kg là một chục lần là 300 kg. Hai. Còn rất là nhiều nha. Thì chuyến này mà nếu như mà không có cái những cái tình trạng mà nó bể màu á, mà mít chợ thì chủ vườn bán chuyến này sẽ nhiều tiền lắm đó cô chú anh chị. Một ký hiện giờ là một ký mít chức là nó 30.000 đến 32.000. Nó thì nó khoảng 1 tấn, 1 tấn thì nó 30 triệu, 1 tấn rưỡi thì nó khoảng 45 triệu mít chức. Nhưng mà cái này thì nó không có đến nha cô chú anh chị. Nó không có đến cái số tiền vậy, nhưng mà một tấn thì một tấn rưỡi thì nó có hơn. Và con cô bác anh chị thấy nhìn thấy cái vườn mít tuy đã cắt rồi nè, nhưng mà bây giờ nó còn rất là nhiều, thấy ham lắm nha. Dạ thì bây giờ bắt đầu là chuẩn bị là lỡ mít nha quý bà cô chú. Nó thì mít này hoàn toàn đạt hết, không có trái nào mà dưới 10 kg hết. À, chợ chợ hả? Ờ, chợ gãy. Do bắt chợ người ta quánh đi chợ gãy luôn. Vậy đó. Đi chợ gãy à? Là sao? Là chợ đó mạnh nhất đúng không? Mạnh nhất. Trời ơi. Bắt chợ người ta quánh đi chợ gãy chứ gì. Ông này bữa nay sao mà có cái vụ này nữa. Nhất nữa đó hả? Nhất, nhất là để đóng vậy đó ha. Trời ơi. Rất là dễ thương quý bà cô chú ơi. Trái nào cũng hơi eo không, nhưng mà muối đồ đẹp dùng một hai muối lấy được à. Tiếp được đây. Đẹp không? Đẹp nhất luôn phải không? Ừ. Nhất luôn nè. Bắt thì đó. Mình bắt thì nó cũng tương đối thôi. Ông bắt làm sao đó không mà ép người vườn, nhưng mà nó cái mình dụ như bể màu rồi mình phải chịu thôi. Ừ. Ừ. Sống có bền. Sống có bền. Mà ép nghiêng một bên thì tay cũng chạy luôn. Cái ông lái mà ép quá thì cái ông chủ vườn cũng chạy luôn. Nè, cái này là nó vô cùi, là thường thường nó bị xương muối cái này vô cùi nè, thấy không? À. Đó là sao? Mấy cái này là vô cùi là lấy không được. Lấy không được là sao? Bỏ hay sao? Bỏ đi coi, nó xuống được. Chợ thấy gì? Vớt ảnh cái này cái kia thì chút đỉnh chứ. Vớt quá vớt không được, đen anh ba. Đen là hay vô cùi ha. Đen gì nó vô đây, cát sát đây là đen là thua. Còn này vô đen gì nó trắng là lấy được. Chợ. Dạ con chợ làm dấu. Chợ phải nói chợ lớn lên chứ. Bự quá ngại. Bự quá ngại ha. Sao mít này là không dưới 13 14 kg của chú anh chị. Nhất. Nhất. Nói lớn lên nhất nhì ba chợ đàng hoàng. Cái gì đâu mà không dám nói. Nhất. Nhất. Nó. Trời ơi không bị màu là còn cái gì bằng đời. Cái này nãy đâu ta, như nhớ cái này đâu nè. Hả? Cái đó là khi luyện xuống chứ không biết ở đâu nữa. Nhớ khi luyện xuống à? Cái ghế này nó nằm ở trên cái bao á. Ừ. Cái bao trên trên cao á. Để coi sao. Quá xa mất.
lên. Kêu đi, điểm điểm trái, điểm trái luôn, điểm trái 100 nhiêu trái? 7 trái. 114 kg. 7 trái 114. Trái 20. Gần 20. Phải không? Gần 20. Mười mấy ký à? 17. 16 17 ký. 118 thì 16 ký. Còn 117 thì hơn xíu. Đã thiệt chứ. Sao? Lấy. Lấy ha. Lấy là vô kèo rồi ha. Ôi. À, đó là lính đó. Lính đó ha. Hôm nay là chia sẻ với bà con cô bác là nhiệt tình luôn ha, là bắt mít luôn, rồi chia sẻ giá với bà con luôn. Chết mua nhỏ không? À, sao cử? Lấy đi. Hai cha con nói chuyện chơi đã không? Trời ơi, cha con nghe Nam kỳ vậy. Trời ơi trời, chống Mỹ chống Pháp không ớn mà gặp con lại chống nạnh ớn nó liền ha. Đi phải không? Không hộp. Này lấy được không? Muối này mỏng không? Lên chai này. Lên đi. Lên lên lên. Đây. Móc cái bự ra càng thử cái nó là sao? móc cái bự ra càng cái cá độ á. À, cá này nè, cá này nè. À, cá bự nhất rồi nè. Cái này hả? 18 kg à. 57 đó. Nè, càng thử ra đúng 18 kg thôi. 77 nhất nha. Cảm ơn nhất nha. Nhiều. Nhiều. 78 là nhiêu? 16 19 mấy rồi. Ồ vậy tôi nói 18 cũng hơn ấy rồi phải không? Cũng chung chung. Người cốt. Để cái cuốn lại là 20 rồi nãy tôi tính cái cuốn luôn mà. Không cắt cái cuốn. Đâu thua nữa à. Đâu thua mình kiếm cho được một trái sơ đen bà con cô bác ơi. Ít nhất cũng 150 trái, 200 trái là một. Là cũng phải có một trái mà được chứ. Không lẽ 100% sao được. Kỹ sư ta còn nói 97, 98 thôi chứ. Còn của mình là nó nằm phán là 99% rồi. Còn đòi gì nữa. Không, 99% rồi. Dạ thì bây giờ thì nguyên một cái đống mít cô chú anh chị là hiện giờ thì độ phỏng phỏng thì nó cũng gần 1 tấn 2, 1 tấn 3 rồi. À, 1 tấn rưỡi luôn rồi đó hả? À, 1 tấn rưỡi mà một trái sơ đen một, mà còn nguyên một clip này chưa cắt nữa cô chú anh chị đó, mà nguyên 1 tấn rưỡi thì chỉ có một trái sơ đen một, đây là một cái thành tích nha. À, cho nên là mình cũng cố gắng đến để mình xem ảnh sử dụng hay là ảnh làm như thế nào để mình học hỏi cái kinh nghiệm để mình là về mình làm cái vườn mít của mình cô chú anh chị. Dạ thì đây bà con cô chú anh chị nhìn, đây là những cái trái mít đã bắt ra hết rồi đây. Thì mít nhất có, mít nhì có, mít ba có, mít chợ có nè cô chú anh chị. Đó. Nhưng mà mỗi một trái này của anh là trong vườn này là không dưới 10 kg, trái nào cũng trên 10 kg hết. Nhìn rất là mê luôn, rất là mê ly luôn đó. Dạ. Thì video của Thái hôm nay chia sẻ đến quý bà con cô bác trong vườn để đi cắt mít, vào vườn để đi cắt mít thì cũng xin phép được kết thúc nha. Dạ Thái xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác mình vào một video tiếp theo nha. Xin chào, chào con mấy anh em khiêm nít. Chào coi, không chào. Chào mấy đứa.